Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Một vụ nổ mạnh đã xảy ra vào tối 25 tháng 10 tại một trong những tòa nhà cao tầng ở trung tâm Tehran, gây ra hỏa hoạn lớn. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ nổ xảy ra bên trong một tòa nhà, sau đó đám cháy nhanh chóng lan sang nhiều tầng. Đội cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng được điều đến hiện trường. Nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn chưa được biết và các quan chức đang kiềm chế không đưa ra bình luận vào thời điểm này. Thiệt hại về người và tài sản vẫn chưa được cập nhật. Mọi chú ý hiện đang hướng về Israel bởi nước này đã từng nhiều lần đe dọa tấn công Iran. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn. Nhiều nguồn tin đã phát tán thông tin nói rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trong những tòa nhà của Bộ Quốc phòng Iran ở trung tâm Tehran. Tuy nhiên đây chỉ là tin giả. Tòa nhà Bộ Quốc phòng Iran không bị hư hại trong vụ nổ ở Tehran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này quyết tâm tự vệ sau khi máy bay chiến đấu và tên lửa của Israel tấn công nhiều căn cứ quân sự và công nghiệp quốc phòng ở một số tỉnh của Iran. Ngoại trưởng Araghchi khẳng định trước báo giới, "Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh rằng quyết tâm tự vệ của chúng tôi là không có giới hạn." Ngoại trưởng Iran cũng là quan chức đầu tiên của nước này lên tiếng sau vụ tấn công của Israel mới đây. Về phần mình, quân đội Iran cho biết các vụ không kích của Israel chỉ làm hư hại một số hệ thống radar. Thông báo của lực lượng nước này nêu rõ, nhờ vào hiệu quả kịp thời của hệ thống phòng không của đất nước, các cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế và một số hệ thống radar đã bị hư hại. Sputnik News và AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lãnh đạo Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant về việc các lực lượng Mỹ trong khu vực đang được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh Israel vừa tiến hành chiến dịch tấn công Iran. Thông cáo nêu rõ, Bộ trưởng Austin hôm nay đã đề cập với người đồng cấp Yoav Gallant về việc nhận được thông tin cập nhật về chiến dịch tấn công của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Ông Austin đã khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và quyền tự vệ của nhà nước Do Thái. Ông cũng nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường thế trận quân sự nhằm bảo vệ nhân viên Mỹ, Israel và các đối tác trong khu vực trước các mối đe dọa từ Iran. Trước đó, báo Bưu điện Jerusalem cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều đã được báo cáo về các cuộc không kích của Israel vào Iran mà Washington gọi là hành động tự vệ. Dẫn lời một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters cho biết Nhà Trắng đã được Israel thông báo trước về các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Iran, nhưng Washington không tham gia vào chiến dịch quân sự này của Tel Aviv. Ở một diễn biến khác, phía Nga có khả năng đã cảnh báo cho Iran vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích. Dẫn nguồn tin giấu tên, tờ Sky News Arabia cho hay thông tin tình báo của Nga được cung cấp vài giờ trước khi Israel công bố tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Hiện Nga và Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, tờ Axios trích dẫn ba nguồn tin cho biết Israel đã cảnh báo trước tới Iran trước khi tiến hành không kích. Trong thông điệp, Israel nhấn mạnh Iran không nên đáp trả để hạn chế các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên nhằm ngăn căng thẳng thêm căng thẳng. Cũng theo Axios, thông điệp của Israel đã được truyền đạt tới Iran thông qua một số bên thứ ba. Một nguồn tin cho hay, Israel đã nói rõ trước với Iran về những gì họ sẽ tấn công và những gì họ sẽ không tấn công. Hai nguồn tin khác nói thêm, Israel đã cảnh báo Iran không được đáp trả cuộc tấn công. Israel cũng nhấn mạnh, nếu Iran trả đũa, Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác lớn hơn, đặc biệt là khi dân thường Israel thiệt mạng hoặc bị thương. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa bình luận về thông tin trên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua đã mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Tehran hồi đầu tháng. IDF cho biết họ nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu nước này trả đũa vụ không kích. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã điều động nhiều loại máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích, máy bay tiếp liệu và trinh sát cơ, hiệp đồng không kích mục tiêu các Israel khoảng 1.600 km. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố toàn bộ máy bay đã trở về Israel an toàn sau chiến dịch phức tạp. Theo Jerusalem Post của Israel, hơn 100 máy bay của IDF, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35i, tham gia chiến dịch. Tiêm kích Israel ban đầu không kích các trạm radar ở Syria để ngăn Iran nhận cảnh báo từ xa, sau đó tấn công các mục tiêu ở Tehran và Karaj và một số địa điểm khác. Tuy nhiên, một nguồn tin được truyền thông Iran dẫn lời đã phủ nhận báo cáo của lực lượng phòng vệ Israel IDF rằng cả 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia cuộc tấn công nhằm vào Iran. Theo nguồn tin,
số mục tiêu bị tấn công thấp hơn đáng kể so với con số 20. Hãng thông tấn Tasnim viết, đồng thời khẳng định các máy bay Israel không bay vào không phận Iran và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Thông tin 100 máy bay quân sự Israel tham gia không kích là hoàn toàn dối trá, vì Israel đang tìm cách cường điệu hóa cuộc tấn công yếu ớt của mình. Trước đó, Iran cho biết hệ thống phòng không của nước này đã ứng phó thành công trước cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Thiệt hại hạn chế được ghi nhận ở một số địa điểm. Nguồn tin được Tasnim trích dẫn cũng khẳng định các địa điểm của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo ở Tehran không bị nhắm mục tiêu. Theo đó, quân đội Israel đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc từ Iran, khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ phải trả giá đắt nếu khơi mào vòng căng thẳng mới sau chiến dịch không kích của nhà nước Do Thái vào lãnh thổ Iran. Trong tuyên bố, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nhấn mạnh, nếu chính quyền Iran mắc sai lầm khi khơi mào vòng căng thẳng mới, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Bất kỳ ai đe dọa nhà nước Israel và tìm cách đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng hơn đều sẽ phải trả giá đắt. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26 tháng 10 thông báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao nước này đang đánh giá tình hình an ninh sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu đang đánh giá tình hình an ninh tại Trung tâm Chỉ huy Không quân ở căn cứ quân sự Kiria ở Tel Aviv cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng Quân đội cùng lãnh đạo các cơ quan tình báo Mossad và an ninh nội địa Shin Bet. Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời các quan chức Iran cho biết chưa ghi nhận thương vong trong đợt tập kích đầu tiên của Israel. Các cơ sở quân sự cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin về kế hoạch của Israel cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ kéo dài thêm vài giờ. Nguồn tin thêm rằng các địa điểm bị nhắm mục tiêu gồm trận địa phòng không và nhà máy sản xuất tên lửa của Iran. Hiện Iran đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay sau khi Israel tiến hành cuộc tập kích vào nước này. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết các chuyến bay trên tất cả các tuyến đều bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Kênh Al Jazeera dẫn lời ông Trita Pashi, Phó Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Quincy, một tổ chức tư vấn thúc đẩy ngoại giao của Mỹ cho biết, làn sóng tấn công Iran của Israel rất đáng lo ngại và có thể báo hiệu điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Ông Pashi cho biết, kế hoạch tấn công có thể sẽ mạnh hơn theo từng đợt. Những cuộc tập kích đầu tiên có khả năng tập trung vào hệ thống phòng không nhằm phá hủy chúng để mở đường cho những cuộc tấn công mạnh hơn nhiều sau đó. Theo chuyên gia này, đến nay các bên chưa công bố thiệt hại hay thương vong. Nhiều khả năng Iran sẽ nỗ lực nhằm giảm nhẹ thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel gây ra, và điều đó cho thấy Tehran không muốn gia tăng căng thẳng thêm nữa. Tuy nhiên, nếu hai bên tiếp tục các hành động đáp trả lẫn nhau, cường độ và mức độ sử dụng vũ khí chắc chắn sẽ tăng lên và đến một lúc nào đó có thể vượt tầm kiểm soát của các bên, lớn hơn rất nhiều so với gần đây, đẩy khu vực tiến gần hơn đến một cuộc chiến toàn diện. Iran được biết đến là lãnh đạo trục kháng chiến, đối đầu với Israel ở Trung Đông, bao gồm các nhóm vũ trang trải dài khắp Iraq, Liban, Yemen. Trong năm qua, các nhóm Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đã liên tục mở các chiến dịch tấn công Israel. Đáp lại, Israel cũng tiến hành các chiến dịch tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của những nhóm này. Phó giáo sư Fawaz Izzadi tại Đại học Tehran cho rằng, người Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến lớn chống lại Iran, nhưng không phải vào thời điểm này.